Xin chào quý vị và các bạn. Những ngày trở lại đây, miền Bắc liên tục chịu tác động của các đợt không khí lạnh tăng cường nên trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác. Rét đậm, rét hại diện rộng đã kéo dài sang đến ngày thứ ba. Như tại thủ đô Hà Nội, từ ngày 17 tháng 12 đến giờ, nhiệt độ cao nhất chưa vượt quá 18 độ. Nhiệt độ trung bình ngày đêm trên 14 độ ở dưới ngưỡng rét đậm. Nhiều thời điểm còn có mưa nhỏ nên càng làm tăng cảm giác rét buốt. Trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh tiếp tục bổ sung thêm nữa. Vì thế nên nhiệt thấp nhất trong đêm nay trên toàn miền Bắc sẽ còn duy trì ở mức thấp. Các tỉnh vùng núi chỉ từ 6 cho đến 9 độ, những nơi núi cao còn dưới ngưỡng 3 độ. Khả năng xảy ra băng giá ở đỉnh Phan Xipang hay là khu vực Mẫu Sơn là khá cao. Còn trong ngày mai, miền Bắc vẫn duy trì tình trạng mây nhiều, có mưa vào buổi sáng, trưa và chiều trời khô nhưng không nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở toàn miền Bắc vẫn tiếp tục từ 14 đến 17 độ, rét đậm rét hại đều xảy ra trên diện rộng. Không khí lạnh bổ sung cũng làm mưa miền Trung tăng lại và nhiệt độ giảm. Trong đêm nay và ngày mai, dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi trời nhiều mây, có mưa nhiều nơi. Trong đó, vùng có mưa lượng đáng kể là khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, với lượng mưa đêm nay và sáng sớm mai dao động trong khoảng từ 10 đến 30mm. Các nơi khác của miền Trung thì mưa nhỏ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Ngoài ra, vùng biển phía Đông của khu vực Nam Biển Đông, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở phía Tây của miền Nam Philippines nên có mưa dông kèm gió giật. Nhìn chung, thời tiết và tình trạng biển không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Đến đây, bản tin thời tiết tổng hợp ngày 19 tháng 12 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!